Hôm nay công ty chúng tôi xin kính mời quý vị xem video làm sạch lưới lọc tủ hút mùi. Đây là chai sản phẩm Smart Cleaner. Đấy. Và bây giờ chúng ta tiến hành làm sạch cái lưới hút mùi này. Các bạn nhìn thấy nó rất là bẩn. Bây giờ chúng ta tiến hành pha loãng 1:4, có nghĩa là một thể tích tẩy rửa dầu mỡ và 4 thể tích nước. Bỏ cái vỉ này vào trong cái bồn rửa lát này. Một cốc này. Đổ lên và lấy 4 cốc nước. Bạn nhìn thấy là khi mình chưa cần tác động gì thì là cái dầu mỡ này, cái phần nó keo két và nó đã tự nó phân hủy ra rất là nhanh. Mà các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn có thể dùng cái bàn chải hoặc là cái miếng cọ nồi để các bạn làm sạch ạ. Đây, mình tiến hành mình lấy cái miếng cọ để mình cọ cho nó sạch. Bây giờ sau khi đã sạch rồi thì các bạn dùng cái vòi để xả sạch đi. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, cái lưới lọc nó rất là trắng á, trắng sáng như mới.